Đây em biết này là bao nhiêu không? Dạ. 5 pounds. Thank you. Chúng ta đã nói rồi, cố tình. Biết là rất kiểu cố tình. Biết gì gì? Mới ra chân thì gọi là gì? Em ở chỗ nào mà em cảm thấy quần áo của em không phù hợp là em kiểu ân con phong thì bố không làm được công việc gì hết. Chủ nhà chủ bốn người đây này, bốn người đây, trẻ con ở đây, bố mẹ ở chó dưới đây nữa hả? Đúng là cái này là kiểu ăn chơi sang chảnh hơn, cái xe này chắc cả triệu đô la. Chị Ly, bữa nay mình đâu vậy? Đi đâu chị Ly? Đến cái vườn nho đúng không? Đến cái vườn nho, cái farm. Mình sẽ ở trong một cái boutique hotel đêm nay, xong mình sẽ uống rượu vang của cái vườn nho đó và mình sẽ ăn thịt bò ốp. Bác con coi cái này nè. Sao? Biết là cái miếng này là bao nhiêu không? Dạ. Miếng này bao nhiêu là? 5 pounds. Thank you. Thảo còn ra đấy. Đừng có bí ra mặt. Mấy cái? Bên này. Oh my god. 1 năm 25 ngàn đô la đây. Hôm qua anh thắng hả? Ghê vậy ta. Ghê vậy ta. Kính chào quý khách đã lên. Rồi bây giờ mở cái gì đây? À đi. Mở rồi đó. Rồi mở rồi. Ok. Một chúng ta sẽ đi 80 cây số. Quý khách dùng dây an toàn. Và vài phút nữa chúng tôi sẽ phục vụ ăn uống. Ngày không biết không? Dính răng đúng không? Răng nhà nó dính nhau đúng không? Bây giờ già đã nó không có còn thèm mấy giống trẻ tuổi nữa. Nó thích mặn mà hơn là ngọt hay sao? Không thích, thích chua chua. Thích yên tĩnh. Countryside in Australia. Thấy mình đi nhiều cái tuy nhiên mình thấy cái chỗ này giống chỗ kia giống chỗ nọ ha, rồi cái giống như cái déjà vu biết không? Déjà vu là mình thấy ôi giống như tôi thấy rồi ha. Em cảm giác thấy rồi không? Ừ, em thấy một cái mô hình như là mấy cái chỗ làm rượu ở bên Pháp đó. Không thấy nữa. Giống giống. Đây nè, đây là trái nho đó. Chứ đây giống mẹ tự nhiên nó bự thành cái chùm nho ha. Mà không đi coi gì xung quanh này hả? Có
sao vậy? Sau này có gì anh chị anh em. Đây em thì đúng em. Rồi mình oh village people. Where are they? Oh. Oh, they have too late. Oh yeah. Medical center, ai muốn đi bác sĩ không? Em hay là too late. Dạ, nó chưa còn cái gì nữa. Rồi, ta tiếp tục đi thẳng 5 cây 9. Mình vừa qua cái làng. Chỗ này cũng hơi bị đẹp nha. Đẹp đấy. Primary school. Đi huy trước thì có cái nhà hàng ngon nhất. Nhà hàng ngon nhất thì vào đi. Việt Anh có mạng hồ sơ rồi, nhà hàng nào ngon. Chị đang đói thì sao? Chưa nói, chưa nói. Phải tính trước. Đó, phải tối đó. Chưa, bây giờ là không ăn nổi luôn chị. Giờ có kẹo đó, kẹo ăn kẹo đi. Mới ăn cái này ngon nè. Đi ăn đi. Cho anh cái anh Lý. Anh Lý thay một chiếc này nha. Anh Lý. Không cần biết ăn cái đấy. À, đồng ý. Đằng sau cái nhà đấy còn mấy cái nhà kia hình như sao? Yeah. Khu đấy cực kỳ đắt tiền ha. Đấy chỉ một mảnh chỗ đấy thôi hình như bao nhiêu tiền tài sản trên cái đồi đấy. Cũng tỷ đô la rồi ha. Nhiều lắm luôn. Không cả trăm triệu chỉ như vậy. Cả không? Chị không muốn cho cá cho câu kia. Ấy, cho ta cho cá. Hay. Mẹ đầu người ta. Bà này, cái gì cũng sợ. Cái gì cũng sợ. Wow. Chắc là anh Mỹ đánh golf á. Hả? He's golf player. Maybe, this is his golf player. Nhờ đến đánh golf với anh Mỹ. Phải không? Nhờ đánh golf với anh mới làm cái hay á. Giống như chuyên môn luôn anh. Ừ. Tôi là cái gì cũng có thể làm. Vẫn nói vậy chứ. Nhiều khi mình không hợp đây, thấy không cho mình cái nhà đó, kêu mình ở mình cũng không ở được. Cho anh cái nhà đó anh chịu ở không? Nhà nào? Đó đó. Đẹp. Buồn lắm. Đúng không? Buồn lắm ha. Bây giờ nhiều khi do mình không ở. Đúng rồi, nó phải có môi trường chứ. Ừ. Dạ. Bây giờ... Chứ tại sao tôi về Việt Nam á, một phần là tại tôi thấy cái môi trường chứ. Còn tôi ở lại đây, tôi thành công năm 92. Tôi đó là năm 1992. Tôi... I got 600 Australian working for me. Yeah. Hả? Mà sao anh quyết định về Việt Nam? Tại vì tôi nghĩ rằng là bên Việt Nam nó cần tôi. Dạ. Ừ. Ừ. Và cũng nhiều governor của Việt Nam qua đây offer tôi, mời tôi về rồi. Yeah. Tôi bộ trưởng thương mại của Úc mời tôi đi delegation trade đầu tiên năm 1992 mà. 92 là anh về tôi đó. Tôi bay về với private jet mà. Wow. Đi với minister. Dạ. Yeah. Ừ. Thì cái lúc đó anh development
Tôi ở đây tôi đã có 600 ngàn người, tôi đã quản lý 360 mấy km bờ biển rồi. Dạ. Thì lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Lúc đó mới có 30 mấy, 40. 30 mấy à? Ừ. Wow. Tôi về năm 92 là 42 tuổi. Dạ. Rồi lúc đó là anh về là đầu tiên anh làm cái project, đầu tiên project gì? Tôi làm cái landmark. Tôi cái first job landmark, sau đó là cái Sài Gòn Center, sau đó là cái Metropolitan trước nhà thờ Đức Bà đấy. À. Là mấy cái đó tôi làm ấy. 7 cái building đầu tiên tại Sài Gòn tôi làm mà. Yeah. Rồi tôi build tòa đại sứ Úc ở Hà Nội. À. Rồi làm cái hotel gì nhỉ? Sheraton đúng không? Sheraton Hà Nội. Yeah. So, chúng ta có địa điểm đến tên là Mornington. Em Google thử Mornington. Thì cái chỗ nó lớn hơn chút. Ở đây cái cuộc sống đó, nó cứ flow. Hồi nãy mà mình không chịu ngưng lại, bên mấy người họ làm tiếng không đi ra, thế thì lạnh rồi nhớ không? Cái mình ngưng thở lại, cái mình đi qua cái pier, cái công rác đi chút. Cái đi chút mới nhờ anh giao tiếp với cái ông câu cá. Ông giờ ông giao tiếp xong rồi, cái mình mới hỏi ông là ở đâu. Rồi ông mới nói mình ở Mornington. Bây giờ mình mới đến con đường này, từ đây tới đây đúng không? Đời có là ta phải bước này qua tới bước kia. Đúng. Bây giờ mình mà không có xuống đó thì mình không gặp ông câu cá. Thì không gặp ông phía trên chiếc mẹ rồi. Đó, chết thấy chưa? Vậy. Bởi vậy vấn đề giao tế. Và cái thứ hai là mình đối với xã hội. Mình vui vẻ chưa thì hiếp mình nhìn nè. Tôi nhìn ông tôi cười, cả tôi gật đầu, cứ thấy ông gật đầu tôi mới hỏi thăm có cá không. Sao mà bữa nay mà câu của mày còn để mồi ở trên bờ đây. Chứ đâu mới lấy cái kim câu thôi, mày câu thử. Tao nói, tôi hỏi ông Andy Luck, ông nói no. Ông mới đưa kim câu cho tôi quẳng á. Mà tôi cũng không ngờ tôi quẳng hay như thế. Ông còn phải công nhận mình quẳng hay. Nha em hát bài này. Cái gì nhỉ? Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi là mật, đến khi loài chim quên lối bay. Yêu em cái gì nhỉ? Yêu em cho cái gì đấy, nghĩa là phải yêu em. Yêu em đến chết đó. Thì đúng rồi, phải yêu bằng được thì thôi. Chim quên lối bay rồi. Không, bây giờ không yêu đánh chết. Chết. Ôi, em có tìm, em có tìm nhà hàng kia. Đâu nhà đâu. Bây giờ mình tới cái thao đó đi. Ồ, chứ em không có Google rồi. Ồ, hồi tới nãy em chưa tới cái thao. Cái nhà hàng có tên nữa. Gì? 400 cây. Nhưng mà bây nhà này có nhà hàng tên gì đâu. Ồ nãy tưởng em Google nhà hàng. Google cái thao thôi chứ làm sao Google cái nhà hàng. Được không? Em cho đường đi đi em. Để đi ăn luôn đi. Mày gửi close soon ghen Mỹ. Rồi tới đến Mỹ. Mày ăn luôn. Em bấm vô. Ồ sao ghê vậy? Sao 7 giờ rưỡi đóng cửa? Không chứ sợ cái Little Town nó đóng cửa sớm á. Thì đó đúng, 7 rưỡi đóng cửa luôn. Thật à? Ờ, bay đưa đóng cửa kênh đi. Rồi, tới luôn. Oh, yes, bữa nay ạ, hải sản 300 cái thước quẹo trái. Từ nó đây nè, Mornington Seafood kìa. Đâu, fresh and fish. Oh my god, nhà đó là hả? Are you crazy? It's not me. Nhà đó là nó đóng cửa rồi. Huy tìm ra cái nhà hàng. Em chỉ cái nhà đó là cái đấy chị admit bài 7 giờ rưỡi. Thì bổ đây là có đấy. The Grand Bistro Pocky. Cái này là ăn đủ tay. Không, không. Anh đi thẳng đi ra biển, ngay móng ngoài biển luôn đi. Nhà hàng cho bảy đứa. Cuối cùng cũng chọn được nhà hàng chọn. Rồi chọn cũng đúng. Có yacht rồi có boat. Yes. Hồi nãy mà đúng đấy, the pier là sao không tưởng tượng là có chấm dây nè. Thì nó đẹp quá. Bây giờ nhìn bộ anh Thái Công là do ở cái này bàn đi nè. Thái Công nè. Thái Công đây là việc của Thái Công đấy, chạy vào nịnh mấy em kia cho mình bàn mấy người đi. Cái này đâu giờ đông ai đâu. Ở bóng treo kìa, trên gác như Thái Công. Thank you.
We need a table for 7 person. Yeah. Oh, 7. No, we have no booking. We just arrived. And we're waiting for the wine. Yes, it's most important. They are. Hey. Yeah. So. Oh, cái này nó gọi là clay cushion. Điện bài thứ 6 thứ 7 về rồi. Màu màu cái này giống như đi du lịch fast travel, fast holiday. Cái này là chuyến du lịch mà đi nước ngoài mà ngắn nhất của em thôi. Dạ. Chứ bây giờ mình đi 1 tuần. Dạ. À, ít nhất là mình phải đi 3 tuần. Ừ. Ở Việt Nam mình đi ít nhất cũng 10 ngày rồi chứ. Mà đi Úc nữa. Cái gì mới có sáng sớm mà nghe bên cửa ôm sùm cái gì bắt cái gì đi đâu mới có sáng sớm đấy. Ra cả nói rồi cứ cố tình, nhất là cái kiểu cố tình. Ông hỏi anh đang ở đâu, anh nói là ở Mornington. Ông nói trời ơi, con gái tao là jumping today in Mornington. Giờ nó có gì anh? Bữa nay có một event lớn nên nó mặc đồ gì đâu. Mình đâu đây rồi, không mặc nhá. Mà đi qua đây chứ phải 4 5 tiếng nữa mới về nhà. Bây giờ mình không bao giờ chán hết trơn luôn nha. Bữa nay mà họ hồng tươi nè, không? Ừ. Mà mua sao ăn ăn rồi. Biết gì gì? Biết gì? Mới sáng sớm đi gọi là chứ gì? Em ở chỗ nào mà em cảm thấy quần áo của em không phù hợp là em không kiểu ân con phong đi bộ, em không làm được cái việc gì hết. Em mình đi du lịch vui. Mình còn chuẩn bị trước đúng không? Ừ. Yeah. Please. I return the key. Yes, please. Thank you so much. Have a lovely day. Sau một ngày ở countryside of Melbourne, how was? Ồ ngon, chưa thấy ma không? Chẳng thấy con ma nào đâu. Ai ma nào? Có 14 phút mà không? Bây giờ mình ghé, mình ghé cái mình sẽ hello hả? Chiều nay tôi nghĩ đâu có làm gì cho nên tôi ừ với bà đó. Không, cái này chắc chỉ có lái là không có sang trọng như mình muốn, tương tự thôi chứ không? Sợ nó hơi local đó. In 1 kilometer, keep right onto Old Murdoch Road. Bởi vì là đi du lịch là thử thách đó đúng không? I told you. Đi du lịch là thử thách vợ chồng với nhau đó.
nghe nhạc opera gì? Thì ông bà quay lúc anh nghe nhạc opera. Má cười lên rồi kìa. Anh Mỹ. Vợ anh cười lên rồi kìa. Giờ anh cười kẹo cho má vui nha. Mày kẹo không? Hết kẹo rồi. Kẹo cay lắm. Kẹo gì mà cay lửa quá. Bây giờ anh không đi là âm ức luôn á. Thái công rất tuyệt vời. Yeah. Ông thôi đang thích coi cái layout này. Ông thôi thứ này là dầm mâm sáng chén đấy. Anh Mỹ à, anh có gì không? Nhà sáng chế. Cái gì? Hôm nay bữa nay anh không đi là anh âm ức cả ngày luôn á. Không, tôi không đi gì, tôi chờ bà về rồi tôi cũng chạy xuống trở lại thôi. Ờ vậy không được, quá mệt rồi. Tội không? Để cho anh. Thấy chưa? Và tôi mà cái gì mà đã cần cho kỹ thuật. Tôi đang còn xây dựng, không phải là mình coi cái finish. Mà mình coi thử là cái layout nó làm thế nào, mình còn phải cắt đất, cắt đồ. Bây giờ mình cần làm những cái chuyện đó. Giống như cái nhà bây giờ chứ đâu cần thiết kế nội thất ngay đâu. Mình phải cần cắt cái level nó thế nào thì mình phải tính trong đầu trước chứ. Có nghĩa là anh Mỹ là đã sống trong cái thế giới này và cũng nghiên cứu về cái này nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà đi vô chi tiết vẫn còn phải, vẫn còn suy nghĩ. Anh muốn đem cái này về Việt Nam luôn. Cái này nằm ở trong bản vẽ mà chú. Và chỉ có cái này, chỉ có Maragui mới tổ chức được cái SEA Games về horse riding. Tại vì mỗi lần nó các nước 11 nước mà nó qua thi đấu, mỗi nước ít nhất phải 5 con thì nó không có chỗ để đẻ. Chỉ có Maragui mới làm được. Nhưng mà ông biết là bây giờ cái Asian Games vừa rồi tổ chức ở Hà Nội 11 country. Thì có 3 country là không có thi đấu, là Việt Nam, Lào và Đông Timor. Thì Mã Lai nó có, Campuchia nó có, Thái Lan là very good. Thì mình thấy cái chữ hãnh diện của đất nước mình mới bắt đầu study, kick off. Thì đầu tiên là phải có cái location. Từ đó mình có cái nơi chốn, mình mới invite mấy cái club. Đầu tiên mình invite Thái Lan nó qua. Rồi mình mới thi đấu. Đúng rồi. Tiến được từ 5 năm sau. Rồi có restaurant cà phê luôn. Nào cà phê. Rồi đây có phở nữa nha. Điều. Đó là thật bao nhiêu người ta tốn công đây. Đưa tới cái là mấy con ngựa phải vô trong cái bóc đó để nghỉ nè. Đó thấy không? Nó làm extra cái bạt ấy. Đấy, cô kia đẹp lắm. Mấy cái lều á. Cái này là Temtree nè. Trời nó bự, nó cao. Temtree show nó dựng lên. Kìa, cho đằng trước nó đua kìa. Trời nó nhảy qua kìa, đẹp quá. Đó. Nó mới nó mới hả? This is a horse truck, this yeah? This is a horse truck. Yes. 1867. Because cái công ty của ông đấy. I never seen this truck before. Cái công ty chỉ là làm cái này đó. Ông công ty anh làm truck. Đúng. Yes. Oh, wow. I love it. I love it. I love it. Like for the picnic, right? Wow. Grooming gear for the horse. Oh, you know, your shampoos, studs in their shoes when it's muddy. They've got to have little things screwed into their shoes. Then, ông làm á. À thôi, bà làm xe này đó. Bà là thiết kế luôn. Bà bán xe này luôn. Oh wow. Where's my champagne? It's in there. We'll get it later. Oh nice. How nice. Two king singles and that whole ceiling goes up. Yeah, so it pushes up. And then you've got a toilet in there, you've got a shower in there. Yes. And then in here you've got lithium batteries for the solar. So solar on the roof. So you can run this on solar, on power, or on generator. I see. Three different ways of running it.
solar có là sản xuất điện này luôn. Ăn trời. Điện trên mái nó có solar luôn. Yeah. And the horse over here. Six horses. Yeah. Oh, amazing. Mm. Anh Mỹ cái này. 6 con horse. Anh Mỹ mua một cái này một cái về. Yeah. Yeah. Cái chỗ này là chỉ là vừa cho ngựa ở, 6 con ngựa ở. Mà luôn chủ nhà chủ 4 người đây lên, 4 người đây. Trẻ con ở đây, bố mẹ ở kia. Chó dưới đây nữa. Đó, ha. Cũng là cái này là kiểu ăn chơi sang chảnh ha. Cái xe này chắc cả triệu đô la. Even I study about horse for a long time, but more than 30 years I never. Tu lòng hết trơn, đủ quần áo, gọn ha. This truck is now, it was built 6.5 years ago. 6.5 years ago. So it's still looking okay, you know, for. How much was this one? About 600,000. 600,000. Australian. Australian, so yeah. In, some in Vietnam should be cost 3 times more. Really? Yes. Yeah. Where's your daughter? She's jumping right now on the coloured horse. The colour. Brown and white one. Yeah. White. That one. Oh, wow. How old is she? She is 16. 16. Oh, turn. Woo! Oh my god. Wow. Oh my god. She start when how old? Baby. Baby. Yeah, anh nói không? Yeah, nó start the baby. And how old is the horse now? It was 5. 5. And she, this is only her first season of competition. Come and meet her. And she has the horse when it was what? We bought the horse a year ago. When years ago. Just broke in. Hi, hello. You look beautiful. Yeah, you look so great. Anh chạy đi mua. Anh mua ở đâu đấy ba? Vô ngay cái shop này. Có kim tuyến, bling bling. Because if you want to get it, the chairman have to be right. Cái quần luôn. Thay quần luôn. Thay quần luôn. Đúng chuẩn đấy. À, chị nói là cái bộ này là nổi tiếng á, quality á, mắc tiền á. Đồ Ý chứ không phải là đồ local đây đâu. Dạ. Bye bye. Bây giờ anh bay ít nhất là một bộ màu xanh bình thường với một bộ tuxedo. Còn không thôi thì anh điều một chút nữa thì anh mặc thêm một cái jacket màu nhung. Không có quần. Để anh bộ mỗi tuxedo là màu đen. Là có đen, đầy đủ. Đầy đủ rồi anh thêm một cái jacket màu nhung. Màu tím tím gì đó. Và một bộ màu xanh. Màu xanh. Được không? Thế sao? Thế quan trọng anh. Dạ. Không vậy anh muốn đổi qua thông phát đó. Drinks? Yes, please. I like a cappuccino. Cappuccino? Me too. Cappuccino. Two cappuccinos. Any sugar, any sugar. Change of milk or and sugar and milk, yeah. And glass champagne, please. And a glass of champagne, no problem. But everything's been going well. You've had a great stay so far. Oh, yes. We was on the countryside. We went to, we stay overnight in the countryside. We just come back yesterday night. Oh, where did you stay? We stay beauty hotels. It's a design hotel.
It's like a wine yacht. Oh, oh yeah. Jackalope. Yeah. I love that place. Yeah. That's amazing. Yeah. Yeah. And then we was on the countryside because our friend, she planning, we designed for them the villas for riding. So they have 1,000 horses. She has over 1,000 horses. I designed for, basically, 3 houses already. Yeah, 3 houses. Chat to Billy before you guys came. Yeah. And you told me a lot about you. Yeah. And I thought of something. I wanted to ask you your thoughts. I plan next year a very, very, very exclusive private event here in Australia. And I've been speaking to Tom Ford to try and get something very special for that event that's not available in the stores. Oh, right, okay. And it took me, it was very hard for me to do, it took me a long time, but they sent me a selection of fabrics that are not available in any of the stores. I see, okay. These fabrics are from Lanificio Zegna, they're Zegna fabrics, but they're exclusive to Tom Ford. They're very, very, very fine fabrics, and they're limited cuts. The other thing that I'm working with Tom Ford on is to be able to produce these suits, not in the regular factory, but at the atelier. Okay. So it's made by hand through the atelier process. Still the same cut. Yes. Still made by Tom Ford, but in an atelier facility. I see. So the opportunity is to have something very, very, very special. Okay. It's a Tom Ford product. Yes. But it's not like what you walk into a store and buy. I see. Different. Yeah, right. And after Billy told me a little bit about you, I thought maybe you can be the first person in Australia I show this to. I see, okay. Everyone else in Australia I show next year. I see, okay. But if you're interested, I show you. Okay. What first is I need now, I need a lot of, because I'm wearing every day a suit. Yep. Every day, sometimes the day, 2-3 pieces. Mm-hmm. So because I need a loss item. Yep. So then we starting so to build up my basic first. To me? We can see. Yep. But for me, first is I need it's the first time I do now with Major with Tom Ford. Yep. And let's see, and I will be for the next years all the Tom Ford, all my suit no become problem. All Tom Ford. Yeah, yeah, no problem. I have to buy from my husband one. Now you're shopping instead of the husband. You cannot buy your husband, he's not here. I have to buy because he's not here. He never come to yes, shopping. But you cannot buy a suit without him. Yes. You want this for your husband? Yeah. He's a little bit taller than me. Mm-hmm. But he don't want to try. She don't like shopping. She don't like shopping. Mm-hmm. Huh? He's a bit taller, is he, your husband? Maybe. Like if you're okay. Emma, you can try. No, but with me smaller. Nó không, anh chứ không quay không thể như em được. Yeah. Nhưng mà em vào 46 thôi. Đấy. Anh Vy chỉ mua 46 thôi. 46 hả? 46 cái bụng nó bự, không gài lại được. Không gài lại được. Không gài lại được. Cao. Yeah. Yeah. He's a handsome, you know. He know that. Yeah. Yeah, he knows that. He knows that. Know. He knows. Everybody know that. Oh my God. Yeah, if you want I can bring the fabric book and show you. Okay. Good. Would you like me to do that or you want to wait and do it together with these? We one by one. Here's one. Okay. Yeah, no problem. Yeah, no worries. Okay. Can I yes? Would you like to have your coffee first? Oh, the champagne is good. Champagne. Quan trọng là cái form
cái form của ông, đưa ra cái quần ông cắt thấy không, cũng như mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ vậy. Thế mà thời gian của đàn ông thấy dễ mà không dễ, nó phải có một cái mốt thời trang. Nhưng mà vừa thì thật sự ngày mai nào mai không vừa được, đó thì phải vừa thôi chứ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái người ta đưa ra cái mẫu thời trang, cái kiểu là mình mua này là những cái vải mà của Senya nó sản xuất, đó là sản xuất exclusive cho Tom Ford, và chỉ có Tom Ford chỉ có những cái vải đó thôi, chứ không phải là cái vải trên cây vải là ai muốn mài mài. Thì em tới nhà mài là một cái nguyên mấy cái sáp vải ai muốn chọn cũng được, và phải tới Tom Ford chỉ có vải đó có thôi. Yeah, but even I don't want not too special because I wear it every day. No worries. You know? Yeah, I don't want suits because if you make too special, then you can wear only once, you know? Fair enough. Yeah. No, it's not. Yeah. It's, you can wear it often. Yeah, yeah. But it's, I'm going to make you very, very good quality. Yeah. Cái revere đẹp dễ sợ. Cái nó bầu cái chỗ này ha. Đẹp ha. Thì đó. Nó bự mà nó bầu. Bầu, em thấy được không? Cái chân này nó cắt cái chân này quá đẹp luôn. Nó bự, nó hơi cong. Cái bự đây là Tom Ford mới mài nhiều, chứ em hiểu khác á. Của Dior á, thì nó nhỏ xíu à. Tom Ford bự. Là ông mà mặc đồ mà sang trọng mà thành đẹp vừa chất lượng, không có gì vậy. À. First amount for major measure will be 28,300. Okay. That's all together. That's for your three suits and shirts. Okay, and without the underwear, we'll do that after. Separate. We have okay. to do it in a separate order. So, okay. okay. Good. Okay, let's try. Hai mươi tám ngàn với cái áo, chưa tính mấy cái đồ lặt vặt mình mua thêm. Perfect. I'll get the other one ready for you. When you're Vietnam, call me. Yeah. Yeah. Right. I know that I'm well away from being a perfect guy. Thank you. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if you give me chance, I make it up for life. So if you want to come back home, I will cook you Sunday breakfast for work lunch. We're gonna go and skate on frozen lakes, spend the morning baking cakes with the glowing. Given us wings, and we're supposed to go high. Life got in the way, and we forget to fly.
now I think that we're ready to finally leave the nest. We'll take a little